Trong khoảng thời gian đó thì Slider đang được farm tại khu vực đường dưới. Nhưng Palette không có tốc biến. Đúng là như vậy, anh ta bị bắt lại, bắt buộc phải dùng chiêu cuối. DNK dùng chiêu cuối, anh ta tiếp cận thành công Palette. Palette mất quá nhiều máu, anh ta nằm xuống, mạng dành cho cô tịch. Tình huống dịch chuyển hơi trễ đến từ Yoshino thì phải. Họ vẫn muốn bắt, siêu hùng giáng thế đáp xuống, cô tịch mất máu và anh ta nằm. Và đó là tình huống trả sát thương ngược lại cực kỳ ấn tượng đến từ DNK. Sát thương quá nhiều với Yoshino, cũng không còn gì để chạy cả. Mạng tiếp theo dành cho DNK trong ván thi đấu này. Meliodas tiếp tục càn lên, tốc độ là cực kỳ cao, nhưng sát thương trả lại của DNK cũng đủ để khiến Meliodas không dám đấm vào quá sâu. Anh phải có tiêu kết tăng kiếm, sát thương là chưa đủ. Deepkit ơi, rất bắn trượt của Deepkit và không có mạng dành cho team Flash trong pha này. Những đợt lính được đẩy vào và tận dụng tốt. CPL băng vào có vẻ là hơi sâu. Deepkit tốc biến trả sát thương ngược lại khúc du trúng hai người, lệnh sóng âm còn, nhưng Pake quyết định không tung ra nó. Tên lửa đạo siêu khủng khiếp pha vòng ra đến từ cô tịch và Deepkit mất hai phép bổ trợ, anh ta nằm xuống quá nhanh. Pake cũng đi chung cùng với Deepkit trong pha này. Cơ hội ép Baron là trông thấy cho team Secret. Và đó là pha xử lý. Cô tịch vẫn đang xử lý ổn kèo này. Tôi nghĩ rằng Yoshino đã bị thua trong kèo từ nhà đến trường rồi. Từ nhà đến trường, Yoshino có thể sẽ mất tốc biến nếu như cô tịch hồi lại kỹ năng nhảy và nện. Nhảy và nện tốc biến lên solo kill cho đường chơi của team Secret. Rút ra được triệu hồi. Team Flash sẽ có lợi thế đẩy tại khu vực đường giữa để tiến ra con rồng nhân tố thứ ba của bán thi đấu này. Nhưng đó là tiếng khiêu khích quá tốt đến từ CPL, quét tàn kiếu bồi vào. Ngay lập tức là 3 mà hạ gục dành cho team Secret, cú dịch chuyển đến tự sát của Yoshino. Yoshino anh ta cố gắng ăn được cái trụ này nhưng sau đó thì anh ta mất quá nhiều máu. Sậm nhảy tên lửa qua, Slider bắn vào người của Yoshino. Yoshino yếu máu, anh ta đã nằm, anh ta chưa nằm, anh ta đã nằm. Và mạng dành cho Slider, 4 mạng hạ gục cực kỳ nhanh dành cho Secret. Họ tiếp tục tận dụng khoảng trống và lại là Deepkit bị tiêu diệt lại với CBL. Deepkit tốc biến ra được, anh ta vẫn giữ được tính mạng của mình. Pha băng thẳng vào của cô tịch, tiếng cover tốt của Palette. Deepkit vẫn giữ được tính mạng của mình, anh ta trả lại anh trang dẫn lối khiến CBL phải lên bảng đếm số. Nhưng ngay lập tức Yoshino cũng nằm trước lượng sát thương đến từ Artifact và đó sẽ là ba đường lý siêu cấp, thậm chí có định end game. Anh ta có đúng cơ sở đây để có thể phải là tử thủ của Palette. Anh ta nằm xuống quá nhanh trước lượng sát thương đến từ Slider. Tristana của anh ta là 4 món, 2 trụ bảo vệ nhà chính dành cho Secret. Ai sẽ cản Secret trong tình huống này đây khi mà sát thương của họ là quá nhiều. Cô tịch nhảy múa trong vòng vây của các thành viên của phía team Vlad. Chiến thắng thi đấu ở ván thi đấu thứ hai này thuộc về cho bên phía của team Secret. Chất lượng máu hiện tại của bộ đội đường dưới bên phía của team Flash đang là cực kỳ ít ỏi. Cú án tử ở cấp độ 2 có thiếu đốt tốc biến rồi sát thương vào. Và đó là tiếng lưỡi xoáy mắc tầm của CBL chiến công đầu dành cho Slider. Họ thì để xem họ sẽ muốn tận dụng sứ giả để đẩy tại khu vực đường dưới hay không, hay sẽ là tình huống giao tranh 5v5 trực diện. Cô tịch đang cần thời gian để tích nộ. Một yếu giữ chân quá tốt đến từ Artifact và ngay lập tức Palette bốc hơi. Chỉ mất đi chiêu cuối của CBL mà thôi, họ vẫn còn rất nhiều chiêu cuối để giao tranh tổng. Cô tịch cũng đang có một lượng độ quá ấn tượng và bắt buộc cho team Flash phải buông bỏ. Quá mỏng manh, đó chính là năm thành viên của phía team Flash. Bất kỳ một mục tiêu nào bị chói chân, gần như cái lượng sát thương từ hàng sau của phía team Secret là dư sức để có thể đẩy vào và dứt điểm mục tiêu đó. Sẽ là ba lượt đi sâu cấp dành cho Secret. Palette làm được gì trong tình huống này? Khúc ca lan tỏa. Lần này thì Artifact đã thất bại trong việc sử dụng chiêu cuối và họ không còn đủ tài nguyên để tiếp tục đứng lại nữa. Nhưng Yoshino lại bị kẹt lại ở phía sau và anh ta nằm xuống, mà thậm chí Team Secret không mất bất kỳ cú siêu cuối nào. Không đủ lượng sát thương cũng như áp lực cho tình huống bọc sâu của Yoshino. DNK thì như một thế lực cấp độ 15, anh ta đạp thẳng vào Meliodas ở ngay dưới nhà chính đối phương. Lồng đèn được bấm, không quá khó để... Ôi, pha bắn thẳng vào bị giữ chân lại. Và đó là tiếng mở fail đến từ hỗ trợ của Palette team Flash. Ngay lập tức đó là tiếng bản đang sát thủ vào. Slider khiến cho Palette nằm xuống cực kỳ nhanh. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên đang yếu máu và nó đã thuộc về team Secret. Và sự bất lực hiện hữu đến từ Deepkit, Pake và cả Meliodas cho pha end game của Secret. Pha băng thẳng vào, cô tịch không đẩy được ai ra, lính siêu cấp quá nhiều. Họ đã muốn vào KDA, bấm đồng hồ. Và đó sẽ là chiến thắng 2-1 cho Secret trong ngày thi đấu hôm nay. Tìm mà thôi. Và anh ta sẽ là người pha lao vào trên mắt vẫn là từ đúng mở đến từ Secret. Họ nhắm vào Taki, sau đó là Aresti bắt được xạ thủ đối phương, hạ gục xạ thủ đối phương và sau đó họ tràn lên tìm kiếm những điểm hạ gục tiếp theo. Froggy cũng nằm xuống, Hasmet tới hơi trễ, anh tung chiêu cuối đem về cho bản thân một điểm hạ gục nhưng Binz buộc phải tốc biến bỏ chạy.